Các bạn, đây là câu chuyện giúp ảnh 1.000 ngày. Bây giờ là một buổi sáng và mình có nhiều ý định cho ngày hôm nay các bạn. Nhưng mà cũng giống như các bạn vậy đó, và giống như phần lớn các bạn vậy bạn. Mình có ý định chứ mà mình không có làm. Mình thật sự cũng giống như các bạn vậy đó. Nghĩ thì được, kêu mà làm thì làm biến. Ê là, trong những ngày qua thì phục hồi lại một số cái máy ảnh các bạn. Những cái clip này thì đều có mình đều quá trình phục hồi thì mình đều có làm clip lại hết các bạn. Nhưng mà, những cái clip này chuyên về kỹ thuật quá, chắc cũng không còn mấy người quan tâm. Mình có post một số clip kỹ thuật đó. Hầu hết những cái máy ảnh mà mình phục hồi thì mình đều ghi lại hết các bạn, nhưng mà ít người còn quan tâm lắm. Đây là cái Radicam hôm đó mình nói phục hồi nè. Radicam là gì nè? Đó là nó có một cái radio tích hợp trong này các bạn. Cũng vui. Thật sự là cũng vui. Thì các bạn sẽ nghĩ là mình sẽ vui vì cái công việc này không? Nhưng mà gần đây mình cảm thấy buồn hết. Mình cảm thấy buồn vì mỗi cái máy sau khi mà hoàn tất, đây máy mình mới vừa phục hồi mình chưa dán da nữa. Mỗi cái máy sau khi mình phục hồi bạn, rồi cái tới cái công đoạn đem cất thì thật ra trong lòng mình bùi ngùi hết. Thì nó từng là một cái gì đó rất rất đẹp, rất quý giá của một thời kỳ. Nhưng mà rồi ngày nay thì đó chỉ là một cái vật kỷ niệm thôi, hầu hết đều sẽ ít có giá trị sử dụng thực tế lắm. Đây là cái Konica, nhưng mà cái Konica mình sẽ thích các bạn. Trong các cái đời chuyển qua radio thép này thì có Nikon. Hình như mình nghĩ lúc đó như dường như là Nikon này dẫn đầu chuyển qua radio thép. Những cái radio thép thời kỳ đầu của nó thế này. Cái này cũng vậy, hai cái đời này có lẽ gần gần tương đương với nhau. Bây giờ bạn thấy cái cửa mở, nó cửa mở móc nè, cửa mở móc. Đó, thì đây. Nó cũng giống vậy các bạn. Để cho nên cái Konica là mình cũng có kỷ niệm, mình cũng thích Konica radio thép. Chất lượng ống kính Konica thì đương nhiên là cao rồi, mình sẽ thích cái chất lượng ống kính Konica. Mà nếu như vậy thì mình toàn khen không? Chất lượng ống kính phải có cái nào thực sự hơn nhé. Nikon gần như là cũng thuyết phục người ta về chất lượng ống kính. Mình cũng chừng chụp cho nó thì mình cũng không thể nói là Canon không chất lượng được, nhưng mà mình ấn tượng của mình về Canon nó không mạnh như là Konica. Olympic thì cái kỹ thuật quang học của họ cũng khá cao, hãng Olympic. Nhưng mà hãng Olympic nó lại đi theo một cái hướng, nó không làm những cái máy hầm hố mà bền bỉ mà như thế này, mà cái máy của họ luôn luôn nhỏ nhỏ gọn gọn và rất hiện đại nha các bạn. Mình đã nói về Olympic một lần rồi, mình sẽ nói về Olympic nữa về sau. Còn cái này là cái mấy cái Nikon thì đúng là cũng ấn tượng. Nikon Olympic Konica mình sẽ ấn tượng với những mà nếu mà mình chụp một cái ống Konica Minolta thì mình cũng là một hãng lâu đời, mình cũng nói là chất lượng của nó cũng cao, nhưng mà không gây ấn tượng mạnh với mình như là Konica Pentax Takuma. Thực ra thì Pentax Takuma mới là cái ống kính đầu tiên làm cho người ta chú ý tới cái ngành nhiếp ảnh của Nhật. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà mình sẽ nói về sau. Một số thử nghiệm mình muốn thực hiện và sẽ thực hiện trong cái thời gian ngắn tới là mấy cái thử nghiệm về macro, ống kính macro. Macro, người ta chụp macro thì có nhiều cách lắm. Đây là cái cách mà người ta vuông cái ống kính ra hồi trước.
kéo cái ống kính dài ra phía trước để có một cái ảnh ảo lớn hơn. Nhưng thực tế khi có cái ảnh lớn hơn thì người ta chỉ thu có một phần ảnh nhỏ trong cái frame phim, thành ra có cảm giác như cái hình được phóng đại lên. Thì thực ra không thì nó cũng là phóng đại, nhưng mà khi phóng đại như vậy thì nó sẽ dẫn tới là less contrast, flatten, nó giảm contrast và nó bị phẳng lại. Khi đó bạn khi ngày xưa chụp phim thì bạn bạn sẽ khó điều khiển các cái chỉ số đó lắm. Thì hôm nay cũng là một cái chia sẻ lan man mà. Đó là vì lý do tại sao mà mình chưa có bắt đầu khởi sự lại phim. Bởi vì mình đang rất khó tìm lại, mình biết những cái hạn chế của khi bạn chụp phim. Mình biết tất cả những cái hạn chế, biết những cái mà bạn không biết. Và những cái người biết giống mình thì bây giờ thực ra thì họ là không có nói bạn. Họ đi vào âm thầm hết rồi, hầu hết những người ra cùng thời kỳ của mình đã không còn nói nữa, cho nên và cũng nói cũng không để làm cái gì. Mình muốn tìm lại cái loại thuốc năm thành phần thì mình mới chụp phim lại được. Bởi vì như thế này nè, bây giờ bạn làm Photoshop, bạn có thể điều khiển các cái chỉ số contrast, bạn chụp số thì bạn có một công cụ là thần kỳ, là vĩ đại, là một điều nào là cái công cụ auto ISO của bạn, là khả năng của bạn có thể tăng ISO lên gần như là vô hạn. Cho nên á, bạn chụp số dễ, bạn chụp phim nó khó. Cho nên á, khi mà chụp phim á, mình muốn gần gần được như ngày hôm nay, hoặc ra một cái sản phẩm mà ngày hôm nay có thể dễ dàng chấp nhận, mình phải điều khiển được cái hóa chất. Mình muốn lại tìm lại cái loại hóa chất năm thành phần. Mình ví dụ các bạn hiểu liền à, cái công thức tráng phim nó có một công thức là 10, 100, 1000. Ai cũng dùng công thức đó. Hầu như đó là một cái công thức phổ thông mà. 10 là 10 gram kenon, 100 là 100 gram sulfit, 1000 là thêm nước cho đủ 1 lít. Có nghĩa là pha 1 lít thuốc tráng phim là có 10 kenon, 100 ngàn. Có nhiều cái lý do giải thích dài dòng tại sao người ta dùng kenon. Nhưng mà ở bí quyết, mà mình nói thật là những cái bí quyết nhà nghề hay những bí quyết bậc thầy, người ta không có tiết lộ cho bạn, không phải người ta ích kỷ với bạn. Nhưng mà những cái bí quyết nó đơn giản đó bạn. Khi mà nói ra một cái bí quyết cái là bạn đấy. Thường á, mình chia sẻ những cái bí quyết này thì hầu hết trong nhiều chục năm qua nha, hầu hết cho nó tưởng cái gì, ồ vậy hả, vậy mà tư tưởng, có nghĩa là gì? Những cái bí quyết khi mà bạn chia sẻ ra rồi thì cái tới ổ tưởng vậy hả, dễ quá hả, gì mà tư tưởng là khó khăn lắm. Thì để có một cái bí quyết đôi khi người ta đúng là khó khăn thật, người ta phải thử nghiệm hàng triệu lần, giống như bây giờ các bạn, để nói như một hiệu ứng, một cái filter. Có những người chia sẻ lên mạng, mình tội nghiệp với người đó mà. Để chia sẻ một cái hiệu ứng filter, một cái hiệu ứng, một cái blending, một cái master, một cái blending option, bạn không biết là họ trải hàng trăm giờ thử nghiệm họ mới rút kết ra cái kết luận đó họ chia sẻ cho bạn. Nhưng mà hầu hết tại sao không có trân trọng những cái chia sẻ đó đâu, vì nó đơn giản quá. Thì cũng vậy các bạn, hồi đó quá chất mà khó lắm. Bạn làm xong bạn tráng ra cái phim rồi mới biết là thật hay là như thế nào, cái hiệu ứng nó như thế nào. Bạn phải tốn tiền, tốn thời gian theo dõi nó. Nhưng mà bạn chia sẻ đó, ví dụ bây giờ mình đang nói cái công thức bí truyền nè, chụp ảnh thì người ta muốn cho cái da mặt người ta trắng, để cho cái da mặt người ta trắng thì người ta phải hạn chế cái chi tiết, cái phần từ middle cho tới highlight, nó hạn chế cái, cũng giống như bây giờ bạn làm trắng da, bạn làm trắng da thì bạn làm chủ yếu là bạn làm trắng cái phần từ middle tới highlight, rồi bạn lại dặn các phần từ middle tới shadow xuống lại một chút để cho nó có cái độ tương phản và sáng đúng cái vùng cần sáng và tối đúng vùng tối, thì là bạn dùng Photoshop. Thì ngày xưa rọi ảnh người ta cũng vậy, thì để như được như vậy người ta thêm gain hydroquinone vô. Hydroquinone là hóa chất tăng mật độ đen, dùng cho giấy không có dùng cho phim. Nhưng những người thợ bí truyền họ cũng bí mật họ pha hydroquinone vô trong cái thuốc trắng phim. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ làm hạn chế những cái chi tiết từ cái vùng mid tone lên tới cái vùng highlight. Thì khi đó khi cái vùng từ mid thì cái da mặt của bạn chính là cái từ cái vùng mid tone tới highlight, hạn chế chính là cái cách mà bạn đang làm cái công cụ curve,
làm sáng cái dùng từ mít tôn nó highlight đó. Bây giờ ăn làm được vậy thì ngày xưa người ta làm một cách khó khăn hơn, nhưng người ta cũng moi ra cái cách người ta pha thêm hydroquinone vô trong cái thuốc tráng phim thì họ cũng đạt được cái tới cái hiệu quả giống như bây giờ bạn sử dụng vậy. Cho nên á, nhưng mà điều đó sẽ làm cho mất đi những cái chi tiết trong dùng sáng một cái ảnh nghệ thuật, một cái ảnh nghệ thuật. Và theo lý thuyết thì bạn phải đạt tới tất cả các chi tiết trong dãy từ tối cho tới sáng, nhưng mà ảnh dịch vụ có thể cái yêu cầu nó khác các bạn. Thì đó, rồi rồi trong cái bài thuốc lên giấy cũng vậy các bạn, người ta muốn cho nó contrast tới cỡ nào thì người ta sẽ điều chỉnh cái chỉ số hydroquinone, người ta muốn cho cái mức độ hạt nó kiểm soát mức độ hạt nó thế nào thì người ta sẽ cả kiểm soát cái chỉ số carbonate, nghĩa là hình muốn dịu, muốn gắt, muốn 2K, muốn low K. Hồi đó nó cũng chơi như dạng bây giờ vậy đó, tại bây giờ nó bạn không nghe tới những cái kỹ thuật nó kỹ thuật 2K, kỹ thuật low K, thì bằng cái cách kiểm soát hóa chất người ta cũng có thể đạt tới cái trạng thái gần như bây giờ bạn bạn làm Photoshop vậy. Mà bởi vì thì đó là cái công đoạn nghề, cho nên mình cố gắng tìm lại cái loại thuốc năm thành phần thì mình bắt đầu. Thì sự khó khăn của mình là bây giờ chưa có, bây giờ các bài thuốc gọi là các bài thuốc tổng hợp như là thuốc trắng phim thì họ pha thẳng mình một cái hộp thuốc trắng phim là về là đổ ra xài, không có pha có gia giảm gì thêm nữa. Thuốc lên giấy thì họ cũng đã pha sẵn thành một bộ thuốc lên giấy chuẩn rồi, về là đổ vô xài. Nhưng mà những cái kỹ thuật lên giấy nó khác nha bạn, rồi bạn rọi đậm nó có cái thứ hóa chất để tẩy cái màu đậm đó và tẩy cái màu đen ở trên giấy mà. Hồi đó còn mình xài cyanure, bạn cyanure là cyanure là thuốc độc các bạn, thuốc độc mà bây giờ bạn nghe nó hạ độc, có cái tin mà người ta hạ độc cả gia đình bằng cyanure đó. Nhưng mà cái cyanure nó lại có một tính chất là bạn nó pha loãng ra nha, bạn bôi bôi lên cái vệt màu đen ở trên giấy ảnh, bạn sẽ thấy cái vệt màu đen nó biến mất. Thì nó ra là những cái kỹ thuật mà xa xưa mình cố gắng tìm lại được như vậy thì mình mới làm. Còn bằng không nếu mà mình chỉ chụp chụp ảnh phim khơi khơi thì có thể chắc chắc khó được chấp nhận trong cái thế giới hiện đại. Phim là cái câu chuyện dài, nó cũng ngắn và nó cũng dài. Phim chỉ là phim thôi, nhưng mà phim cũng là cả một cái thế giới, cái thế giới nó cũng dài. À, thôi mình vì tới một còn 1.000 ngày nữa lận, cho nên là cái clip này tới đây cũng chắc cũng là dài rồi. Về chia sẻ về buổi sáng của mình thôi. Đây là những cái máy mà vừa phục hồi lại cho dự án HTC. Rồi sau khi phục hồi đem cất cái máy thì trong lòng cảm thấy buồn ngùi, cảm thấy nó có dương vấn một nỗi buồn, giống như là cái nỗi buồn mà nhìn thấy một thế hệ đã đi qua, một thời đại đã đi qua, một thời kỳ đã đi qua. Nhưng sắp tới sẽ các chương trình sắp tới mình sẽ chụp thêm lại về macro và nghiên cứu lại về quang học các bạn. Nghiên cứu về quang học là sao? Là bây giờ ít còn người có người bây giờ giống như là thời đại kỹ thuật số và hầu như tất cả đều đi theo lối mòn, làm như nó lặp lại các bạn. Thật sự là một cái lặp lại, các bạn đang lặp lại cái thời kỳ phim của mình thời kỳ đó. Mọi người đã vô cùng quay rồi bạn, không có ai còn dám sáng tạo hay suy nghĩ cái gì nữa hết. Thì cứ theo cái lối mòn rồi đi thôi, cứ theo một cái dàn hàng ngang rồi đi lên như thôi. Mọi người chen gai thích cánh nhau, nhưng mà họ tất cả đều chen nhau trong một cái đám đông, rồi cứ chen với nhau đi trong cái đám đông đó thì sẽ có những con người đột phá trong ngành kỹ thuật số này. Cũng giống như là các bạn bây giờ chụp bố cục, bây giờ các bạn quan tâm tới mình thấy các bạn quan tâm tới bố cục ảnh hay nhiều, nhưng mà nhiều chục năm trước thời đại của mình cũng có những người phá bố cục, cũng chụp theo bố cục không có theo những cái quy tắc. Và các bạn nghĩ là cái ảnh đẹp nó phải theo, bây giờ người ta lại nói nhiều về bố cục, nhưng mà thời đại của mình đã bỏ gọi là phá bố cục, không có bố cục. Những cái quang học có nghĩa là gì? Có nghĩa là
Đây là một cái len các bạn. Rồi nếu như bây giờ tháo cái khối đuôi của cái len này lắp qua một cái len khác thì nó hiệu ứng nó sao? Nếu thêm một cái thấu kính phân kỳ ở phía sau này nó có hiệu quả gì? Hay là thêm một nhóm thấu kính thì có những cái cũng có những cái anh chàng rảnh rang quá rồi cũng gọi là, nhưng mà bây giờ mình thấy ít ít có những người họ sáng tạo vậy các bạn. Có những người mà hiếm mà có nha, cũng có một vài người nhưng mà hầu hết đều không có được sự chú ý của ngày nay nữa, vì cuộc sống hiện đại ngày nay có vẻ sẽ thiên về vật chất, thiên về thành công. Bất cứ những cái nào mà có thể đưa tới hiệu quả kinh tế thì sẽ được sự chú ý. Mình cũng cũng tìm được một cái ống kính năm xưa, mình nghiên cứu hiệu quả quang học của nó là cái ống 135, ống 135 thôi, ni cọt thì độ mở 28, độ mở 28. Khi xưa phải tranh đấu để có ống kính này, bạn tin mình đi, hỏi lại những người xa xưa coi, trừ những gia tay đó là những tay quý tộc, những tay chơi ảnh quý phái, những tay nhiếp ảnh nhà nghề, họ mới được chạm vào cái ống kính ni cọt độ mở 28 này các bạn. Xài Nikon mát của những người xa xưa là quý tộc rồi. Nikon F, Nikon mát là những tay nhà nghề pro hàng cao cấp. Không phải ai cũng được chạm, tranh đấu dữ lắm mới mới có được cái ống kính này. Và mình đã từng thử nghiệm rất nhiều những cái kỹ thuật khác nhau trên cái loại ống kính này. Đó là một câu chuyện cổ tích sẽ được kể về một ngày khác. Các bạn, câu chuyện nhiếp ảnh 1000 ngày.